Trong bài này, từ ký túc xá có nghĩa là phòng ký túc xá. Đây là phòng ký túc xá của Vương Tiểu Vân à? Đây là Wang Xiaoyun ký túc xá mà? Đây là Wang Xiaoyun ký túc xá mà? Kia là ký túc xá của mình. Na shì wǒ de sùshè. Na shì wǒ sùshè. Hãy nói, xin hỏi, đây là ký túc xá của Vương Tiểu Vân à? Xin hỏi, đây là Wang Xiaoyun de sùshè ma? Xin hỏi, đây là Wang Xiaoyun de sùshè ma? Vâng, mời vào. Sì, xin xin. Sì, xin xin. Hãy nghe từ ngồi. Zuo. Âm Hán Việt là tọa. Zuo. Zuo. Mời ngồi. Xin zuo. Xin zuo. Hãy nói, mời vào, mời ngồi. Xin jìn, xin zuo. Xin jìn, xin zuo. Mời uống cà phê. Xin hơ cà phê. Xin hơ cà phê. Hãy thử nói, mời uống, đây là cà phê Việt Nam. Xin hơ, đây là Việt Nam cà phê. Xin hơ, đây là Việt Nam cà phê. Có ngon không? Hào hơ mà? Hào hơ mà? Hãy nói lại, xin hỏi, đây là ký túc xá của Vương Tiểu Vân phải không? Xin vân, đây là Wang Xiaoyun de sù sơ mà? Xin vân, đây là Wang Xiaoyun de sù sơ mà? Đúng vậy, mời vào, mời ngồi. Sì, xin jìn, xin zuo. Sì, xin jìn, xin zuo. Cảm ơn. Xie xie. Âm Hán Việt là tạ tạ. Xie xie. 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 Xie xie. Thanh bốn và thanh nhẹ. Hay nói cảm ơn. Xie xie. Xie xie. Cảm ơn anh. Xie xie nǐ. Xie xie nǐ. Hãy nghe từ ở tại. Zài. Zài. Có ở đây không? Zài ma. Zài ma. Ở đây có nghĩa là có ở tại phòng ký túc không? Vương Tiểu Vân có ở đây không? Wang Xiaoyun zài ma? Wang Xiaoyun zài ma?